Ân Tự đang tu sửa, người ngoài không được vào. Mời vào, mời vào, mời vào. Du tiên sinh, xin chào, xin chào. Mời vào, mời vào. Đúng là hoành tráng. Bây giờ chúng ta hãy chào đón Tô tiên sinh. Các vị, cảm ơn các vị đã ghé thăm triển lãm tranh của ta. Đây là bức bích họa ta đã vẽ trong 2 năm. Ta đặt tên cho nó là Địa Ngục Đồ. Hay lắm. Loạn Trường An, quán rượu người Hồ. Ngày ban mặt mà sao ngươi dám hành hung ngay giữa đường? Mau báo quan đi. Mọi người đừng sợ, có Tự Thừa Địch Nhân Kiệt của Đại Lý Tự ở đây rồi. Địch đại nhân, ta đang định đi tìm ngài đây. Tứ nương đừng sợ, vị huynh đệ này chắc vẫn còn lời muốn nói. Đúng chứ? Cô nương đừng sợ, tại hạ có bí kíp gia truyền, có thể chữa lành cho hắn. Mọi người xem đây. Thank you.
thưa bà con, đây là phương thuốc tổ truyền của nhà tại hạ. Ngoài vết đau ra, nó còn trị được bách bệnh, tăng cường sức khỏe. Uống một viên là tinh thần sảng khoái. Quá ra là làm phép. Chẳng lẽ hắn ta lại biết yêu thuật? Thầy Lan chốn giang hồ lăn lộn trên giang hồ mà không có mấy trò bịp bợm thì làm sao hút khách làm ăn được? Quan phủ tra án, tránh ra! Quan phủ tra án, tránh ra! Tránh ra! Đi xem. Ta làm bổ khoái ở Trường An bao nhiêu năm nay, xử lý vô số vụ án mạng mà chưa thấy cái chết nào quái lạ thế này cả. Qua địa ngục, chốn hoàng tuyền, chẳng lẽ là trời phạt thật sao? Đây là mưu sát. Tự thừa địch nhân kiệt của đại lý tự. Quá ra là người của đại lý tự. Người chết là ai? Người chết là trợ thủ Liễu Minh của Tô Đạo Khanh, tác giả bức bích họa. Người này vẫn luôn trao chuốt lại bức tranh, được phát hiện là đã chết do bị quạ mổ vào sáng nay. Sao địch đại nhân lại nói đây là mưu sát? Vì ta không bao giờ tin vào chuyện ma quỷ thần thánh. Thời gian tử vong không quá một ngày. Cô là ai nữa vậy? Nữ y Lã Tứ Nương. Thế còn cái người ở góc tường? Ti trực đại lý tự Âu Dương Bình. Cậu đến lúc nào vậy Âu Dương Bình? Mọi người xem dấu vết ở đây đi. Chắc là có thứ gì đó được đặt ở đây. Đây này, vết lõm này rõ ràng là do bị vật nặng đè xuống mà thành. Lấy cho ta cái thang. Cảm ơn nhé. Cậu trên xà nhà có dấu tay, dấu chân rõ rệt. Xét trên kích thước và khoảng cách giữa chúng thì hung thủ là một người đàn ông cao to, thân hình cường tráng, đang tuổi trắng niên. Thế còn quạ đen? Sao tự nhiên ở đây lại có nhiều quạ đen như vậy? Quạ được người ta nuôi, bỏ đói mấy ngày thì cái gì nó chẳng ăn, chứ nói gì thịt người. Thế nên chuyện này chẳng phải ma quỷ làm càng gì hết, mà là một vụ giết người được tính toán tỉ mỉ. Trật tự. Vậy hung thủ là ai? Địa ngục đồ mới được ra mắt hôm nay, thế mà hung thủ lại có thể gây án dựa trên nội dung của địa ngục đồ. Thế thì câu này e là phải hỏi tác giả của địa ngục đồ rồi, Tô Đạo Khanh. Tô Đạo Khanh đâu? Lúc nãy lão gia nhà ta sợ mất mật nên về phòng rồi. Tô Đạo Khanh tiên sinh là họa sĩ có tiếng ở Trường An này. Thực ra 5 năm trước ông ấy cũng chỉ là một tú tài bình thường thôi. Vậy sao không biết gặp được ai, mà sau mấy tháng bế quan đã vẽ ra được một tuyệt tác. Nhờ vậy mà một bước lên trời, được cất nhắc vào cung làm họa sĩ cung đình. Phía trước là phòng ở của lão gia nhà ta trong thời gian thực hiện bức bích họa. Có lẽ trong lúc tắm rửa, nạn nhân bị độc trong nước ngấm vào mà chết. Nước này có vị chua rất nồng. Có lẽ là chất độc đến từ Tây Vực. Loại độc này sẽ khiến toàn thân nạn nhân lở loét, độc lan đến tim rồi chết. Theo lý mà nói, chết như thế này cực kỳ đau đớn. Nhưng sao trong nạn nhân lại mãn nguyện như vậy? Vậy hai người xem cái này đi.
Đại nhân ơi, đã 2 canh giờ rồi, khi nào mới cho bọn ta đi hả? Yên tâm, điều tra rõ ràng xong ắt sẽ cho các vị đi. Điều tra cái gì? Sao bảo là trời phạt? Phải đó, người này chết kiểu quái gở như vậy thì hung thủ hẳn phải là thần chết trong địa ngục đồ đó. Hung thủ giết người muốn đổ tội cho ma quỷ, nhưng tiếc là ra tay không đủ gọn ghẽ. Mong mọi người đừng hoảng sợ, cũng đừng gắn ghép lung tung, tung tin đồn nhảm. Ta muốn hỏi các vị, có ai nhìn thấy Tô Đạo Khanh sau khi thi thể được phát hiện không? Ta có nhìn thấy. Ta thấy Tô Tiên Sinh ra khỏi đại điện cùng Ngọc Cơ cô nương. Có đúng vậy không? Lúc đó Tô Tiên Sinh cực kỳ sợ hãi. Ta mới mời ông ấy lên gian nhà trước bái Phật để đuổi giận xuôi. Ông ấy không đi nên ta đi một mình. Hòa thượng ở gian nhà trước có thể làm chứng cho ta. Còn gì nữa không? Lúc ta quay lại thì thấy Tô Tiên Sinh đang ở cùng Du Tiên Sinh. Hình như là đang tranh cãi gì đó. Sao ta biết được hắn sẽ làm thế cơ chứ? Chẳng phải ông nói ông sẽ lo liệu ổn thỏa cả cơ mà. Du Tiên Sinh, Du Văn Chi, ông ta đâu? Lúc nãy còn thấy cơ mà. Đâu rồi? Tứ nương, mau điều tra xem Du Văn Chi đang sống ở đâu. Gì chứ, nhìn là biết mưu sát. Làm gì có chuyện không phải mưu sát. Cậu đi theo ta làm gì? Ai đi theo huynh? Ta đi trả án mà. Ta nhận vụ án này rồi. Án này là của địch nhân kiệt này. Ta nhận trước mà. Cái con người này lần nào cũng giành với ta. Địch đại nhân, mấy chuyện trả án thế này mà có thêm người giúp cũng tốt mà. Cô rộng rãi quá đó. Cô thấy vụ án này thế nào? Tuy tứ nương kiến thức nông cạn nhưng cũng không tin vào những chuyện quỷ thần. Ta cứ có cảm giác hung thủ biến hiện trường thành địa ngục quả mổ theo địa ngục đồ là có ý đồ khác. Không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Thi thể bị quả mổ sẽ không xác định được nguyên nhân cái chết. Ta nghĩ vốn dĩ hung thủ chỉ muốn che giấu cách hắn gây án thôi. Có điều cái chết của Tô Đạo Khanh thì hơi kỳ lạ. Cứ đi cái đã. Đây là nhà của Du Văn Chi. Sao cậu biết? Vậy mới nói huynh là tự thừa đại lý tự, còn ta là ti trực. Bùn vẫn chưa khô, chứng tỏ là mới được thay ra. Nhưng ông ta để ổng lại đây rồi đi đâu vậy nhỉ? Agapa. Quyển sách này ghi chép về cảnh tượng ở 10 tầng địa ngục. Từ lúc linh hồn chịu phán xử ở tầng thứ nhất đến lúc đầu thai chuyển kiếp ở tầng thứ 10, người lương thiện sẽ được miễn trừng phạt đi thẳng đến tầng thứ 10 để đầu thai. Còn kẻ độc ác sẽ bị trừng phạt ở 8 tầng địa ngục cho đến khi đền hết tội. Nếu như hung thủ gây án dựa trên nội dung của địa ngục đồ, vậy thì chắc sẽ có 8 nạn nhân. Giờ đã chết 2 người rồi, tức là tiếp theo vẫn còn 6 nạn nhân nữa. Chẳng lẽ hung thủ là u hồn trốn địa ngục đến trừng phạt những kẻ độc ác? Nhưng Tô Đạo Khanh và Liễu Minh đều là họa sĩ, nào phải kẻ ác? Phải tìm ra Du Văn Chi cái đã. Làm cái gì đấy? Mau đuổi theo. Ở lại đại lý tự, được.
quả không hổ danh là địch nhân kiệt danh tiếng lẫy lừng. Cõi đời trần tục vô vàn dục vọng, vạn kiếp sống chết ai cũng như nhau, rơi xuống tầng tầng địa ngục không biết ngày ra. Ta giết bọn chúng bằng hình phạt, chốn địa ngục. Chúng chết đi rồi thì sẽ không bị cái ác giày vò nữa. Ta đang siêu độ cho chúng. Nhân Kiệt, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Sao ngài lại trở thành hung thủ? Ta không phải hung thủ. Hung thủ là tên thầy phép trên phố. Chính hắn đã hãm hại ta. Là cái tên biết làm phép đó sao? Đúng vậy. Nếu ta đoán không nhầm thì Du Văn Chi chết theo địa ngục nước sôi trong địa ngục đồ. Đây đã là người thứ ba rồi. Chắc chắn hắn ta sẽ tiếp tục giết người. Thế chúng ta phải làm sao? Không ngờ người thông minh tuyệt đỉnh như địch đại nhân lại rơi vào hoàn cảnh thế này. Là ngươi hả? Sao? Thấy tử tù như ta vẫn chưa chết, là lại thấy bực hả? Có muốn vượt ngục không? Ý ngươi là sao? Là một cuộc giao dịch với ngươi. Địch Nhân Kiệt, ta đến tra hỏi ngươi theo lệnh của đại lý Tự Khanh. Đi. Xem như ngươi nợ ta lần này. Đại lý Tự, đại nhân, đại nhân,
Đại nhân, lau cái bảng kia đi. Đừng nói dội, lúc ở trong ngục ta bảo cô điều tra nhà của tên thầy phép kia. Cô đã tra ra chưa? Tra ra rồi, đi theo ta. Đi thôi, địch đại nhân thay thường phục đi đã. Địch đại nhân chính là nơi này, cẩn thận một chút, hắn biết làm phép đấy. Hồi quá. Là địa ngục rắn độc. Trong cuốn 10 tầng địa ngục kia có ghi 2 tầng địa ngục bọ cạp và rắn độc đều là để trừng phạt kẻ vô liêm sỉ. Vậy tên này hẳn phải rất xảo trá, hám lợi háo sắc, nên mới phải chịu cực hình này. Hai người có ngửi thấy mùi thơm không? Không thể nào, hồi thế này mà ngài còn ngửi thấy mùi thơm hả? Cô không ngửi thấy à? Bao dây. Địch nhân kiệt, người tấn công quan sai, cướp đoạt của công, bây giờ còn tự tiện xông vào nhà dân hòng gây rối. Hôm nay ta phải bắt ngươi về quy án. Đại nhân, đuổi theo. Rõ, đuổi theo. Ngươi nói tên thầy phép kia là hung thủ còn gì? Sao hắn cũng bị giết? Xét theo nội dung được ghi lại trong cuốn 10 tầng địa ngục, Liễu Minh chết do địa ngục quả mổ, Tô Đạo Khanh chết do địa ngục mưng mủ, Du Văn Chi chết do địa ngục nước sôi, tên thầy phép chết do địa ngục rắn độc. Nếu tên thầy phép không phải hung thủ thực sự, thì sao phải thừa nhận với ta là hắn đã giết hai kẻ trước? Bây giờ thầy phép đã chết, tất cả manh mối đã đứt đoạn cả rồi. Bây giờ không tìm được hung thủ, còn bị Dương Bổ Đầu bắt gặp tại trận, nhất định là hắn sẽ nghĩ rằng ngài đã giết thầy phép. Bình thường thầy phép tiếp xúc với những ai? Những người đi khắp hang cùng ngõ hẻm như họ, tiếp xúc với đủ loại người phức tạp. Ta chỉ biết nhiều người thích xem hắn làm phép lắm. Cả những quý nhân trong thành cũng thường xuyên mời họ đến biểu diễn. Xem ra không đi theo hướng điều tra nạn nhân được rồi. Bây giờ chắc chắn là hai người đã bị truy nã toàn thành. Vấn đề cấp bách bây giờ là tìm một nơi ẩn náu. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nơi nguy hiểm nhất, vậy là đại lý tự rồi. Không, nơi an toàn nhất là Từ Ân tự.
Âu Dương đại nhân, theo phán đoán bước đầu của hạ quan, nạn nhân chết do nọc rắn chạy vào tim. Nọc độc khiến thi thể thối rữa quá mức, không thể nhận ra thời gian tử vong cụ thể. Mức độ thối rữa rất nghiêm trọng. Nhưng từ vết hoen tử thi và độ co cứng tử thi, người này đã chết được khoảng 3 ngày rồi. 3 ngày. 3 ngày trước, đúng vào tối, địch nhân Kiệt biến mất. Xem ra tên địch nhân Kiệt này có hiểm nghi giết người rất lớn. Vượt ngục đến đây chắc chắn là để tiêu hủy chứng cứ. Mà tên An Thế Hùng đi cùng hắn lại là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Quả đen hôm đó phát hiện ra thi thể của Tô Đạo Khanh. Dù Văn Chi chết thảm, lợi dụng rắn độc để chạy trốn, địch nhân Kiệt. Dương Công Đạt nghe lệnh, có hạ quan truy nã địch nhân Kiệt trên toàn thành. Hạ quan tuân lệnh. Đi, rõ. Đại lý tự Niêm Phong. Sao địa ngục đồ lại bị phá hết rồi? Đại lý Từ Khanh nói địa ngục đồ là vật mang điềm dữ, làm lễ cúng bái xong thì phá hủy luôn. Mấy bức bích họa này là chứng cứ quan trọng, án còn chưa phá xong sao lại đi hủy chứng cứ? Địch đại nhân, cô cũng thật là, chuyện quan trọng như vậy cô phải nói sớm cho ta biết chứ. Thế ở trong này là tranh gì? Hình như là một bức địa ngục đồ khác. Cầm lấy. Ở đây lại có một bức địa ngục đồ khác giống y hệt nhỉ? Không đúng, không giống nhau. Cô xem tướng mạo của người này đi, là Liễu Minh còn gì? Tô Đạo Khanh, Du Văn Chi, cả tên thầy phép nữa. Tướng mạo của họ được vẽ cả lên đây, mà cách chết cũng ứng với thực tế. Chẳng lẽ tác giả bức tranh đã tiên đoán cái chết của tất cả nạn nhân? Thế thì nên nói là hung thủ thực sự chính là tác giả bức tranh này. Hắn ta chỉ đang vẽ trước những người hắn muốn giết lên tranh. Bức địa ngục đồ này không phải do Tô Đạo Khanh với Liễu Minh vẽ sao? Nếu đúng là vậy thì họ đã chẳng chết. Vậy nên bốn người còn lại sẽ là mục tiêu của hung thủ. Nhưng thành Trường An có tới mấy vạn người, chúng ta đâu thể dựa vào chân dung của bốn người này để tìm từng người một chứ. Chọn cô ta đi. Bắt đầu từ cô ta đi. Cô nương mua hai bộ đồ này đúng là đã dày công suy tính. Nơi này vàng thao lẫn lộn, lo liệu ổn thỏa chút vẫn hơn. Hai vị quý khách để ta hầu hạ hai ngày nào. Hôm nay không được rồi, để hôm khác nhé. Đợi ngày đó.
Thảo nào ngươi không cho lã cô nương theo vào, lắm ông bướm như vậy qua hết mắt rồi chứ gì. Đừng có lảm nhảm, không cho tứ nương theo vào vì sợ cô ấy gặp nguy hiểm. Ngươi có chắc là nữ nhân trong tranh đang ở Bình Khang Phường thật không? Từ dung mạo và cách trang điểm có thể suy ra, nữ nhân trong tranh chắc là đến từ nước Oa. Mà kỹ nữ đến từ nước Oa đều ở Tầm Phương Cát này. Hơn nữa mặt cô ta còn có nốt ruồi lệ bên trái, chắc không khó tìm đâu. Hai vị khách quan, nhìn hai vị lạ quá. Lần đầu tiên tới Tầm Phương Cát của bọn ta hả? Đúng vậy, đúng vậy, ta là mama ở Tầm Phương Cát, tên là Tiết Linh Lung, các cô nương đều gọi ta là Tiết tỷ tỷ. Không biết hai vị khách quan muốn tìm cô nương như thế nào? Chuyện là thế này, có một đại sư mách rằng số phận định sẵn, cho ta một hồng nhan tri kỷ, có nốt ruồi lệ bên trái. Chẳng hay ở đây, khách quan, ra là ngài muốn tìm cô nương đầu bảng của bọn ta, Kim Phượng Hoàng. Ngài nói thẳng ra cho rồi, lại còn thầy nào mách bảo nữa chứ. Ngài hài hước thật đấy, Kim Phượng Hoàng có nốt ruồi lệ bên trái thật hả? Tất nhiên rồi, khách quan biết rõ còn hỏi, vậy thì gọi quấy cho ta. Khách của Kim cô nương đều không phải hạng xoàng, ít nhất cũng cỡ Tiết độ sứ. Với cả hôm nay Kim cô nương đã có khách đến phòng rồi, hai vị khách quan chọn gia nhân khác đi thôi. Thực ra Ngọc Cơ cô nương ra rồi kìa. Ta muốn cô ấy. Công tử quả là tinh mắt, Ngọc Cơ cô nương của bọn ta cũng được lắm đấy. Thế còn vị khách quan này, ta cũng muốn cô ấy. Hai vị cũng muốn sủng hạnh Ngọc Cơ, nhưng phải thêm tiền đấy nhé. Sao hả? Vẫn nhớ ta chứ? Ngươi là địch Nhân Kiệt. Ngài Địch ơi, bây giờ Ngọc Cơ không có khách nào gọi cả, cũng chẳng có tiền bạc gì. Có trang sức lụa là trên người đã là của cải cuối cùng của Ngọc Cơ rồi. Cả chỗ này nữa, ta đã... Đừng, cô hiểu nhầm rồi, bọn ta đâu có muốn. Đừng giết ta. Cô còn dám lên tiếng, ta sẽ bẻ cái cổ nhỏ nhắn của cô đấy. Kim Phượng Hoàng, cô ta là kỹ nữ hàng đầu ở Tầm Phương Cát mấy năm nay, còn được lên đầu bảng nữa. Mấy bữa nay được một vị tiết độ sứ mạnh tay bao trọn gói, nhiều ngày cứ ở trong khuê phòng không thấy mặt mũi đâu cả. Dạo trước ta cũng từng làm cô nương đầu bảng mấy năm, lúc đó rực rỡ biết nhường nào.
nhưng hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, bây giờ còn chẳng uống nổi một chén trà nóng. Hình như chỗ của cô nương lạnh hơn những chỗ khác. Nghe nói như vậy, hình như có hơi lạnh thật. Cũng giống như lòng người thôi, lạnh nhạt là lạnh nhạt ngay được. Kim Phượng Hoàng ở ngay sát phòng cô đúng không? Đúng vậy. Ngài đi đâu đấy? Cô nương đã chuẩn bị xong chưa? Mama đang giục cô ra đấy. Có chuyện gì vậy? Chết rồi, chết á. Địa ngục băng giá, hung thủ lại nhanh hơn chúng ta một bước rồi. Ở đây không an toàn, chúng ta phải đi thôi. Cô nương, cô mà dám nói với ai về chuyện của bọn ta? Các ngươi chặn cổng cho ta. Đại lý tự tra án, không một ai được phép rời khỏi đây. Lục soát cho ta. Sao bọn họ đến nhanh quá vậy? Chúng ta bị lộ hành tung rồi. Đại nhân, ở đây có người chết. Đại nhân, mau đến xem đi đại nhân. Phượng Hoàng ơi, sao tự dưng cô lại chết thế này? Cô chết rồi thì ta phải làm sao? Nhiều quan sai đến như vậy thì còn làm ăn thế nào được? Đại nhân, lại thêm một người chết. Ta nghĩ địch nhân kiệt vẫn đang ở Tầm Phương Cát. Lục soát từng phòng cho ta. Mở cửa, mở cửa, mau mở cửa. Làm sao đây hả? Mở cửa ra mau. Mở ra cho ta. Mở cửa ra mau. Ngọc cơ cô nương, xin lỗi, xin lỗi. Đi ra, đi ra đi. Xin lỗi đã làm phiền. Khoan đã. Ngọc cơ cô nương, tối nay có gặp phải kẻ khả nghi nào không? Ngọc cơ cô nương quả là đặc biệt.
so với nữ tử Trung Nguyên. Âu Dương đại nhân, ngài cứ nhìn ta như vậy, bảo ta phải tắm thế nào đây? Tiết trời giá lạnh, Ngọc Cơ cô nương đừng tắm lâu quá. Đưa thi thể về đại lý tự trước đi. Rõ. Đa tạ ơn cứu mạng của Ngọc Cơ cô nương. Đi thôi. Âu Dương Bình, Địch Nhân Kiệt, thân là tự thừa của đại lý tự, mà biết luật phạm luật, tàn sát bao người, còn tấn công quan sai, thông đồng với An Thế Hùng để vượt ngục, ngươi đáng tội gì? Nếu cậu thực sự nghĩ ta có tội thì lúc nãy đã bắt ta rồi. Cho ta một lý do để không bắt ngươi, vì cả bốn nạn nhân đều bị người ta sát hại tàn nhẫn. Hung thủ dàn dựng hiện trường thành cảnh ma quỷ địa ngục giết người là để che giấu vết thương trí mạng của nạn nhân. Trước ngực Liễu Minh có vết chép của vũ khí sắc nhọn. Cổ của Tô Đạo Khanh có dấu tay màu đen. Còn tên thầy phép kia bị người ta hạ độc bằng nọc rắn, rồi mới bị bầy rắn cắn xé. Còn Kim Phượng Hoàng, ta nhìn thấy dấu chân rõ ràng ở ngoài hành lang, còn nhìn thấy cả bột diêm tiêu rơi tung tóe trong phòng, chứng tỏ Kim Phượng Hoàng bị người ta giết trước, rồi bị bế vào bồn tắm, lợi dụng nguyên lý diêm tiêu làm nước đóng băng để tạo thành băng tuyết. Vậy còn Du Văn Chi, ta tin là cậu đã tìm thấy thần gân trâu cột trên đèn lưu ly ở Từ Ân Tự. Nếu thực sự là do ta làm thì cần gì phải tốn công đặt bẫy rắc rối như vậy? Thế tại sao hôm nay ngươi lại có mặt ở hiện trường vụ án? Là vì ta đã tìm ra một bức tranh giống hệt địa ngục đồ trên khe tường ở Từ Ân Tự. Chỉ khác ở chỗ, tướng mạo của tất cả nạn nhân đều được vẽ trên tranh, kể cả Kim Phượng Hoàng. Thế nên ta mới dựa theo bức tranh để đi tìm nạn nhân tiếp theo. Âu Dương huynh đệ, cậu cho Địch Mộ mấy ngày thôi, ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ thật sự, trả lại trong sạch cho chính mình, có được không? Giữ lấy mà phòng thân, phải hết sức cẩn thận. Sau khi vụ án này kết thúc, ngươi phải đích thân trả An Thế Hùng về đại lao của đại lý tự. Đi thôi. Đúng rồi, ta có một câu quan trọng muốn hỏi cô. Lúc nãy cô có ở trong phòng này khi Kim Phượng Hoàng đang tắm ở phòng bên cạnh không? Có chứ, ta uống rượu với khách trong phòng này suốt mà. Khách nào? Ngài hỏi làm gì? Vì người giết Kim Phượng Hoàng đi từ phòng này ra. Sao lại thế được? Trong phòng trừ cô ra còn ai nữa? Ngô công tử. Ngô công tử. Khách quan, khách quan, hai vị ăn cơm vẫn chưa trả tiền mà. Ta... Đây đây đây, phu nhân, đi thôi. Người tốt đây rồi. Công tử phu nhân làm ơn bố thí cho ta mấy đồng. Ta đã nhịn đói mấy ngày rồi. Đi thôi. Cho ít tiền, cho ít tiền đi mà. Làm gì đấy hả? Ta cần tiền, đừng có chạm vào ta. Cho thì cho, ngồi im. Đừng có đụng chạm. Dân, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.
Hay lắm Ngô Lăng Vân, thứ vô dụng như ngươi lại đi lấy tiền của ta. Bố thí cho ăn mày à? Lấy lại tiền cho ta. Phu nhân, đồ vô dụng. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn nhé. Phu nhân, Ngô công tử, sao ngươi lại đến đây? Ngài xem tiền của ta. Cho ngươi cả đấy. Chưa đủ lắm thì phải, dạo này hơi kẹt tiền. Có nhiêu đây thôi. Ai chẳng biết ngài lấy được một cô vợ tốt, nhạc phụ của ngài giàu nhất thiên hạ mà. Ngươi im đi. Nếu đã biết nhà nhạc phụ của ta có tiền thì ta còn quỵt nợ ngươi được chắc. Bộ ta chạy đi đâu được à? Cứ vậy đi, ta đi đây. Tên người hồ trong địa ngục đồ cũng xuất hiện rồi. Ngươi đi theo dõi Ngô Lăng Vân đi. Được. Chúng ta đi theo tên người hồ đó. Đi thôi. Xưởng thủ công Lý Ký. Cô nương bố thí chút tiền đi. Hóa ra tên người hồ kia là thợ điêu khắc bia đá. Phu nhân, phu nhân, phu nhân. Gì hả? Lên xe về phủ thôi. Ngươi tự mày về. Về phủ. Cháy rồi, cháy rồi. Địch đại nhân. Địch đại nhân. Địch đại nhân. Địa ngục quả thiêu. Tỉnh lại đi. Đi thôi. Hắn ta sao rồi? Hắn không còn nhiều thời gian đâu. Không thể nào. Chúng ta vẫn tính là kịp thời chạy đến. Lẽ ra hắn đâu có hít quá nhiều khói độc ở đám cháy. Không liên quan đến đám cháy. Hắn mắc bệnh nan y, vô phương cứu chữa. Dù sao đi nữa cũng phải làm hắn tỉnh lại cái đã. Ngô Lăng Vân chết rồi. Có nhìn thấy hung thủ gây án không? Do ngựa bị giật mình, hắn bị mười mấy cây gậy trúc của tiệm tre trúc đâm xuyên qua người mà chết. Là một tai nạn. Không phải tai nạn, hắn vẫn chết bởi địa ngục mưa tên. Hung thủ vẫn giết người theo địa ngục đồ. Đúng như vậy rồi sao nữa? Chúng ta vẫn không hề có manh mối về hung thủ. Hắn là hy vọng cuối cùng còn sót lại rồi. Từ từ thôi. Các ngươi là ai? Đây là đâu? Huynh đệ cứ bình tĩnh đi đã. Đây là Từ Ân Tự, xưởng cắt bia của người bốc cháy. Bọn ta đã cứu ngươi ra. Bốc cháy? Xưởng cắt bia của ngươi xảy ra chuyện gì vậy?
Ta nhớ là ta đang khắc bia thì đột nhiên ngửi thấy mùi thơm. Sau đó ta chẳng còn nhớ gì nữa cả. Thế người với Ngô Lăng Dân là thế nào với nhau? Hắn nợ tiền ta. Hắn rất thích chơi bời chốn thanh lâu, thiếu nợ đủ đường. Đại nhân, sau này hắn lấy được thê tử nhà quyền quý, còn là người được dương tử của bọn ta giới thiệu nữa. Dương tử gì? Chính là tướng quân Hữu Uy Vệ của đại đường chúng ta, Agapa. Rốt cuộc cái tên Agapa này là ai? Agapa từng là dương tử Ba Tư. Sau khi Ba Tư diệt vong, Agapa dẫn theo muội muội và hơn ngàn binh sĩ may mắn sống sót cầu cứu đại đường ta, cử binh lính giúp hắn giành lại đất nước. Muội muội hắn là Ngọc Cơ cô nương, từng tặng cho ta một bản 10 tầng địa ngục. Trên đó đúng là có con dấu của dương tử. Ngọc Cơ cô nương, ý ngươi là Ngọc Cơ cô nương của Tầm Phương Cát? Ngọc Cơ cô nương vốn là công chúa Tây Dực. Từ ngày theo dương tử điện hạ đến đại đường, cô ấy chìm đắm trong cuộc sống xa qua trụy lạc ở thành Trường An. Về sau thì xa chân vào chốn thanh lâu. Thế thì lạ thật đấy. Sao ca ca lại để mặc muội muội của mình làm kỹ nữ được? Tất nhiên là tướng quân rất tức giận. Ngày ấy từng quậy tung cả Bình Khang Phường về chuyện này. Ngọc Cơ cô nương được mời đến buổi lễ ra mắt địa ngục đồ. Hẳn là Tô Đạo Khanh, Liễu Minh, Du Văn Chi đều là khách của cô ấy. Lúc Ngọc Cơ làm cô nương đầu bảng, đúng là đã có quan hệ thân thiết, thường xuyên lui tới với các dân nhân mặc sĩ ở thành Trường An. Ngô Lăng Dân lừa gạt tình cảm của Ngọc Cơ, Kim Phượng Hoàng lại tranh vị trí đầu bảng với cô ấy. Ngọc Cơ hận hai người họ thấu xương, vậy nên ca ca làm tướng quân của cô ấy, nhất định sẽ giết họ cho hả dạ. Thế còn tên thầy phép? Vẫn còn tên khốn đó nữa mà. Nhiều năm trước, thầy phép từng được phủ tướng quân mời đến biểu diễn. Về sau, thân thiết với Ngọc Cơ công chúa đang tuổi mới lớn, bị tướng quân phát hiện. Trong cơn phẫn nộ, đã đuổi hắn ra khỏi phủ tướng quân. Còn ta, ta vẫn luôn ái mộ Ngọc Cơ công chúa. Vì lén khắc chân dung của công chúa, bị tướng quân phát hiện, phạt 50 roi, rồi đuổi ra khỏi quân doanh. Quân doanh? Vậy ngươi từng là? Ta từng là phó tướng của Agapa tướng quân. Xem ra phải đến phủ tướng quân một chuyến rồi. Tập trung binh mã, sáng sớm ngày mai theo ta đến phủ tướng quân Hữu Uy Vệ. Rõ. Phủ tướng quân. Bẩm tướng quân, ngoài cổng có rất nhiều bộ khoái của đại lý tự, dẫn đầu là Âu Dương Bình, nói là muốn bái kiến tướng quân. Đại lý tự? Qua địa ngục, xem ra chúng ta đến đúng chỗ rồi. Quả nhiên là Agapa có liên quan tới án mạng địa ngục đồ. Đi, rõ. Âu Dương Bình, ti trực đại lý tự, bái kiến tướng quân Hữu Uy Vệ. Không biết đại lý tự đến phủ tướng quân của ta có việc gì? Gần đây trong thành Trường An xảy ra nhiều vụ án mạng, chẳng hay tướng quân có biết tin? Đại lý tự muốn phủ tướng quân của ta bắt người hộ các ngươi à? Không phải, chỉ là nhận thấy trong đó có mấy vụ án liên quan đến phủ tướng quân, nên muốn mời Agapa tướng quân theo bọn ta về đại lý tự hỗ trợ phá án. Hỗ trợ phá án? Biết ngay là không phải chuyện tốt lành gì mà. Ta lại muốn nghe xem phủ tướng quân của ta thì có liên quan gì đấy. Nói nghe lọt tai thì thôi, còn nếu nói bừa thì ngươi biết hậu quả rồi đấy.
Đây là 10 tầng địa ngục được tìm thấy ở hiện trường vụ án, mà trong mỗi cuốn đều có con dấu của Agatha ngài. Chỉ dựa vào mấy con dấu mà đã dám xông vào phủ tướng quân uy dậy này sao? Ngươi có biết tự ý xông vào phủ tướng quân ngang tội với tự ý xông vào quân doanh không hả? Tướng quân không dám theo bọn ta về đại lý tự, chứng tỏ ngài đang chột dạ. Vụ án địa ngục đồ chắc chắn có liên quan đến ngài. Một ty trực quèn ở đại lý tự mà dám vu khống mệnh quan triều đình, người đâu, giết hắn cho ta. Phủ tướng quân. Địch Nhân Kiệt từ thừa đại lý tự xin cầu kiến Agatha tướng quân. Tướng quân đang bàn công việc với ty trực đại lý tự, không tiện tiếp khách. Ồ, hóa ra Âu Dương Bình cũng ở đây. Ta đi mà, sao lại là ngươi? Bao nhiêu năm rồi mà vẫn thích dùng thứ vũ khí cồng kềnh đó hả? Để ta xem mấy năm nay ngươi tiến bộ thế nào. Lý Đức Long đâu? Khi nãy trong lúc hỗn loạn, ta thấy hắn chạy ra sân sau rồi. Nếu giết hắn ta như thế, ngươi sẽ không thể hoàn thành địa ngục đồ của ngươi đâu. Kẻ đứng trên cao chỉ biết mưu lợi cá nhân, đáng bị đày vào địa ngục chặt đầu. Lưỡi hái công lý này của ta cũng giống như địa ngục chặt đầu vậy.
cuối cùng ta cũng sắp hoàn thành địa ngục đồ của mình rồi. Địa ngục đồ của ngươi? Đúng vậy, hắn mới chính là tác giả gốc của địa ngục đồ, hung thủ thực sự của án mạng liên quan địa ngục đồ, Lý Đức Long. Tuy ta đã suy đoán ra động cơ gây án của hung thủ là do cảm mến Ngọc Cơ, nhưng ta lại bỏ qua thứ bắt đầu tất cả, địa ngục đồ. Một người cứ khăng khăng giết người theo cách trong địa ngục đồ, hẳn phải là một nhà nghệ thuật cố chấp. Lý Đức Long, bề ngoài ngươi là người khắc bia, nhưng thực ra lại là thiên tài hội họa, đúng không? Ta nghĩ tuyệt tác của Tô Đạo Khanh cũng từ bút tích của ngươi mà thành. Bị Tô Đạo Khanh và Liễu Minh sao chép tác phẩm, nên ngươi mới dùng cách của địa ngục quả mổ và mưng mủ để trừng phạt hai người họ. Thực ra 5 năm trước, Tô Tiên Sinh vẫn chỉ là một tú tài bình thường. Vậy sao không biết gặp được ai, mà sao mấy tháng bế quan đã vẽ ra được một tuyệt tác? Hơn nữa, ngươi cũng vô cùng cảm mến Ngọc Cơ. Ta vẫn luôn cảm mến Ngọc Cơ công chúa. Vì lén khắc chân dung của công chúa nên bị đuổi ra khỏi quân doanh. Vậy là có động cơ để giết 5 người rồi. Ngươi giả vờ làm nạn nhân, đồng thời để lại ghi chép có con dấu của Agapa bên cạnh người bị hại, hòng khiến bọn ta nghi ngờ Agapa là hung thủ, xông vào phủ tướng quân được canh phòng nghiêm ngặt, để ngươi nhân cơ hội đi giết tên Kaka đã đẩy Ngọc Cơ vào chốn trụy lạc. Địch nhân kiệt có khác, thế nhưng bây giờ đã trễ rồi. Chỉ còn 2 chương nữa thôi là địa ngục đồ của ta sẽ hoàn thành. Nhưng mà địa ngục quả thiêu trong địa ngục đồ là để trừng phạt chính ngươi. Ngươi hoàn thành nó kiểu gì? Địch nhân kiệt, mũi ngươi nhạy lắm cơ mà. Tiêu rồi, hắn muốn tự thiêu. Huynh nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta phải về Bình Khang Phường rồi. Ngọc Cơ, về nhà đi. Từ ngày bước vào Bình Khang Phường, ta đã không thuộc về phủ tướng quân nữa rồi. Ngọc Cơ, tự cô đeo vào hay để ta giúp cô? Địch đại nhân, ý ngài là sao? Lý Đức Long cũng chỉ là quân cờ của cô thôi, chủ mưu thật sự chính là cô. Ta không hiểu ý của địch đại nhân lắm. Tuy cô sắp xếp dán cờ rất khôn khéo, nhưng rồi vẫn bị nó bán đứng. Ta cứ thấy khó hiểu, tại sao người mà ta nhìn thấy trong con hẻm nhỏ lại là tên thầy phép? Đáng lẽ hắn phải chết từ lâu rồi chứ. Hơn nữa tại sao nạn nhân nào cũng có qua địa ngục bên cạnh? Ta mới nhận ra rằng mình bị trúng độc của qua địa ngục nên nhìn thấy ảo giác. Lúc đó ta cứ đinh ninh hung thủ là tên thầy phép, nên người ta nhìn thấy
biến thành tên thầy phép. Nhà của Lý Đức Long không hề có qua địa ngục. Âu Dương Bình đã xác nhận điều này giúp ta rồi. Vậy thì liên quan gì đến ta? Hôm Kim Phượng Hoàng gặp chuyện, cô đã thả rất nhiều cánh hoa vào bồn tắm để giúp ta thoát khỏi truy lùng. Đó đều là hoa địa ngục, mà cả cái thành Trường An này chỉ có phủ tướng quân Hữu Uy Vệ mới có loại hoa độc đến từ Tây Vực này. Mà người duy nhất được tự do ra vào phủ tướng quân chỉ có mình cô. Không ngờ kế hoạch giết người hoàn hảo như vậy lại lộ ra sơ hở gì một lần duy nhất. Ta cứu người, mỉa mai làm sao? Tại sao lại giết bọn họ? Tại sao ư? Có nữ nhân nào tự nguyện xa chân chốn phong trần? Đều tại ca ca ta nóng lòng muốn giành lại đất nước. Từ ngày mới trưởng thành là ta đã bị hắn đưa đến Bình Khang Phường làm công cụ để hắn giao thiệp với đám quyền quý. Không theo ý hắn là hắn sẽ đến Bình Khang Phường gây sự. Khách của ta người không ra người, ngợm không ra ngợm. Nực cười là ta đã quen rồi. Ta quen làm kỹ nữ rồi. Ta hận hắn. Ta hận hắn đến thấu xương. Ta hận không thể giết chết hắn. Lý Đức Long yêu ta điên cuồng. Hắn không chịu nổi việc ta cứ qua lại với đám họa sĩ chèn ép hắn, đạo tranh của hắn. Lúc biết mình mắc bệnh nan y, hắn tuyên bố sẽ giết hết bọn chúng. Ta nghĩ, nếu ngươi đã muốn giết, chi bằng giết thêm hẳn mấy người. Ta bèn vẽ từng người, từng người, từng tổn thương ta vào địa ngục đồ của hắn. Những tưởng để tên điên kia ra tay thì sẽ không bị ai nghi ngờ, nào ngờ lại gặp phải ngài. Địch Nhân Kiệt. Thực ra cô có biết bây giờ cô mới thực sự hoàn thành địa ngục đồ không? Hoàn thành. Lòng cô tràn ngập oán hận. Chỉ nhìn thấy cực hình ở 8 tầng kia mà lại bỏ qua tầng thứ nhất và tầng thứ 10. Ý của ngài là ngài là Tần Quảng Dương ở tầng thứ nhất đến xét xử đám côn đồ giả quỷ bọn ta. Không phải. Ý ta là tầng thứ 10, sau khi ca ca của cô bị cụt tay, cô vẫn luôn thông cảm chăm sóc cho hắn. Đây chính là tầng thứ 10. Giọng Hương. Giọng Hương. Nếu đã đi qua Giọng Hương ở tầng 10, phải chăng Tần Quảng Dương ngài cũng nên đưa ta đi đầu thai chuyển kiếp thôi sao?